Lâu nay, nông thôn vẫn được đánh giá có môi trường sống trong lành hơn ở khu vực đô thị bởi có nhiều hồ, ao, cây xanh và đặc biệt là mật độ dân cư thấp. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay đã khiến nhiều vùng nông thôn phát sinh không ít rác thải sản xuất, sinh hoạt. Điều đáng nói là công tác thu gom, xử lý rác thải ở khu vực này còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới sinh hoạt của người dân. Giấy báo, hoa quả thối, túi ni lông, đủ các loại rác thải bị vứt bừa bãi ngay cạnh biển cấm đổ rác. Bốc mùi hôi thối, nồng nặc. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu tại một số xã ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Mùi chuột chết này với lại những cái mùi bốc lên sợ lắm, ngày nào cũng vứt, cứ em ngồi đây liên tục vứt, cứ từng bao to, ảnh hưởng sức khỏe kinh lắm chị ạ. Câu chuyện ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam không phải là mới, nhưng vẫn luôn là đề tài nóng. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng này là do hoạt động sản xuất ở các vùng nông thôn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, công nghiệp lạc hậu, hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu còn thấp. Ngoài chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, thì còn một lượng lớn chất thải rắn làng nghề, chế biến lương thực thực phẩm, rác thải sinh hoạt cũng đang tồn đọng ở nhiều vùng nông thôn. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan, gây bức xúc trong dư luận, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, không khí, nước ngầm. Khi áp dụng cụ thể vào từng đặc điểm địa phương, từng loại hình rác thì là nó chưa có được một cái biện pháp quản lý tổng hợp. Thứ hai nữa, tức là cái cộng đồng dân cư tại địa phương vẫn còn chưa nhận thức được cái mức độ nguy hại và mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng khi mà các chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được vứt bừa bãi. Cái điểm thứ ba nữa là về mặt khoa học kỹ thuật chẳng hạn, chúng ta cũng chưa đưa ra được một cái giải pháp kỹ thuật có tính đồng bộ mà phù hợp với đặc điểm của từng loại hình nông thôn. Theo các chuyên gia, để cải thiện mức độ ô nhiễm môi trường nông thôn, không thể chỉ dừng lại ở những nỗ lực của các cấp chính quyền trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, mà cần nâng cao nhận thức của người dân để thay đổi thói quen, tập quán xả rác tùy tiện. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường. Có như vậy, môi trường nông thôn mới có hy vọng khắc phục được tình trạng ô nhiễm như hiện nay. Những địa chỉ sản xuất có quy mô thì hướng tới thị trường xuất khẩu bởi thị phần mang lại lợi nhuận cao mà vô tình bỏ quên thị trường nội địa ngay tại quê hương của rau an toàn.